Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 28 tháng 10. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Danh sách các thiết bị Xiaomi, Redmi, Poco và Black Shark đủ điều kiện cập nhật MIUI 13. Qualcomm ra mắt con chip Snapdragon 778G Plus 5G và bộ 3 chip khác. Oppo A54s ra mắt. Đánh giá camera Xiaomi 11T Pro. Hướng dẫn cách sử dụng các tính năng trên website TopZone. Khám phá khả năng quay chụp ấn tượng của Galaxy A52s 5G. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Xiaomi hiện vẫn đang tung ra bản cập nhật MIUI 12 ổn định cho các thiết bị của hãng. Đồng thời thì nhà sản xuất Trung Quốc được cho là cũng đang phát triển MIUI 13 và hiện cũng đã có danh sách các thiết bị Xiaomi, Redmi, Poco và Black Shark đủ điều kiện để cập nhật MIUI 13. Một số cái tên tiêu biểu như là Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi 11 Series hay là Redmi 10, Redmi Note 10 Series hay là Poco M3 và Black Shark 4 Series, Black Shark 3 Series v.v. Và các bạn có thể bấm vào link bên dưới để xem là chiếc điện thoại của mình có nằm trong danh sách này hay không nhé. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Qualcomm đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của chip Snapdragon 778G vào hồi đầu năm nay với tên gọi là Snapdragon 778G Plus 5G, cùng với ba con chip khác đó là Snapdragon 695 5G, Snapdragon 680 4G và Snapdragon 480 Plus 5G. Đối với con chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G thì không giống như tiền nhiệm. Con chip này mặc dù cũng dùng nhân CPU Cryo 670 thế nhưng lại có tốc độ xung nhịp lên đến 2.5GHz thay vì là 2.4GHz, kết hợp với GPU Adreno 642L và mang đến hiệu suất tốt hơn 20% so với phiên bản tiền nhiệm. Qualcomm Snapdragon 695 5G là bản nâng cấp từ con chip Snapdragon 690 mà Qualcomm đã công bố vào hồi tháng 6 năm nay. Hãng cho biết là Snapdragon 695 5G hỗ trợ cả mmWave và sập 6GHz 5G, kết xuất đồ họa nhanh hơn tới 30% và hiệu suất CPU được cải thiện 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Con chip Qualcomm Snapdragon 680 4G là nền tảng chip mới dành cho smartphone 4G được sản xuất trên quy trình 6nm, dùng nhân CPU Cryo 265 của Qualcomm kết hợp với GPU Adreno 610. Cuối cùng, con chip Snapdragon 480 Plus 5G thì giống như Snapdragon 778G Plus, con chip này là phiên bản cải tiến nhẹ của Snapdragon 480 được ra mắt vào hồi đầu năm nay. Và con chip thì vẫn được sản xuất trên quy trình 8nm với nhân CPU Cryo 460, tốc độ 2.2GHz và GPU Adreno 619. Thế nhưng, cung cấp hiệu suất CPU và GPU tốt hơn phiên bản trước. Và hồi tháng 3 năm nay thì Oppo đã ra mắt chiếc điện thoại Oppo A54 và Oppo A54 5G. Còn bây giờ thì hãng lại tiếp tục trình làng chiếc điện thoại Oppo A54s. Chiếc smartphone mới này thì nổi bật với camera chính có độ phân giải là 50MP, viên pin lớn và có khả năng chống nước. Cụ thể về khả năng hiển thị của chiếc điện thoại thì máy có màn hình LCD, độ phân giải là HD+, kích thước 6.52 inch với thiết kế kiểu giọt nước để chứa camera selfie 8MP, hỗ trợ tốc độ làm tươi là 60Hz. Còn mặt sau thì có 3 camera với cảm biến chính có độ phân giải 50MP, cảm biến đo chiều sâu và cảm biến macro thì có cùng độ phân giải 2MP. Oppo A54s thì sử dụng chip Helio G35 của nhà MediaTek kết hợp với RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB và chạy Android 11 với giao diện ColorOS 11.1. Chiếc điện thoại này thì có viên pin 5000 mAh, dùng cổng USB-C và cổng âm thanh 3.5mm, có khả năng chống nước đạt chuẩn IPX4 và dày 8.4mm. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, nếu như bạn là fan của những chiếc điện thoại Xiaomi thì chắc hẳn là các bạn sẽ biết đến chiếc điện thoại mới được Xiaomi trình làng, đó là Xiaomi 11T Pro. Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ thì Xiaomi 11T Pro có camera được trang bị nhiều tính năng, mang tính đột phá cùng với thông số ấn tượng. Và trong thông tin ngày hôm nay thì mời các bạn cùng với 24 giờ công nghệ đi đánh giá camera của chiếc điện thoại Xiaomi 11T Pro để xem là chiếc máy này chụp ảnh có đẹp hay không nhé.
Và trước khi đi vào đánh giá chi tiết chất ảnh thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một vài thông số camera của chiếc điện thoại này nhé. Cụ thể thì máy được trang bị cảm biến chính có độ phân giải là 108 megapixel, sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HM2, được trang bị công nghệ lấy nét tự động theo pha PDIF. Camera góc rộng thì có độ phân giải là 8 megapixel, sử dụng cảm biến Sony IMX355, còn camera macro thì có độ phân giải là 5 megapixel. Cụm camera sau trên Xiaomi 11T Pro thì được bố trí tương tự như là trên một số mẫu smartphone của Xiaomi như là Mi 11i hoặc là Redmi Note 10 Pro. Tuy nhiên thì nếu mà so với những chiếc điện thoại đó thì camera góc rộng trên Xiaomi 11T Pro có độ phân giải cao hơn. Ngoài ra thì Xiaomi 11T Pro còn được trang bị đầy đủ một đèn flash LED được đặt ở cạnh bên và camera selfie ở phía trước của máy thì cũng được trang bị cảm biến OmniVision OV16A1 với độ phân giải lên đến 16 megapixel. Tiếp theo là về khả năng chụp ảnh của chiếc điện thoại Xiaomi 11 Pro này thì trong điều kiện đủ sáng, ảnh cho ra từ camera Xiaomi 11T Pro có chất lượng rất là tốt, chi tiết sắc nét và giải rộng màu cao và độ tương phản tốt cũng như là màu sắc trong bức ảnh cũng cho ra rất là chính xác. Bức ảnh được chụp ở chế độ 108 megapixel thì cho màu sắc chân thực và có tông màu lạnh hơn so với bình thường. Và nhìn chung thì những bức ảnh với độ phân giải là 12 megapixel thì chắc chắn là sẽ tuyệt vời hơn nếu mà chúng ta xem trên màn hình điện thoại hoặc là laptop. Và khi mà so sánh hai bức ảnh được chụp ở độ phân giải là 108 megapixel và giảm xuống độ phân giải 12 megapixel thì chúng ta có thể nhận thấy được là camera của Xiaomi 11T Pro xử lý có phần tốt hơn. Các bức ảnh được giảm xuống sẽ có độ cân bằng trắng tốt hơn và màu sắc thì cũng được chính xác hơn và các chi tiết cho bức ảnh cũng có độ sắc nét cao hơn. Khi mà chúng ta sử dụng camera chính để chụp ảnh chân dung thì các chủ thể bên trong của bức ảnh cho ra có độ chi tiết cao và cực kỳ sắc nét. Khả năng tách nền của camera thì cũng được đánh giá là khá tốt. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ bắt gặp phải một vài trường hợp mà camera xóa phông vẫn chưa hoạt động tốt, nhất là đối với những chi tiết phức tạp của chủ thể như là tóc chẳng hạn. Còn đối với khả năng chụp góc rộng trên Xiaomi 11T Pro thì các chi tiết cho ra thật sự là đáng kinh ngạc đối với một camera góc rộng 8 megapixel. Bức ảnh cho ra thì có độ nhiễu thấp, giải động màu tốt và các góc của bức ảnh thì cũng được làm khá là chi tiết. Và đây có thể được xem là một điểm cộng đối với camera góc rộng trên Xiaomi 11T Pro. Các bức ảnh đều cho ra rất là tự nhiên và không bị thay đổi quá là nhiều. Tiếp theo đến ảnh chụp trên camera macro của Xiaomi 11T Pro. Chiếc điện thoại này được trang bị một camera macro chỉ có độ phân giải là 5 megapixel, tiêu cự thì trong khoảng 50mm và hỗ trợ tính năng tự động lấy nét. Và đây cũng là lý do mà vì sao những bức ảnh macro mà Xiaomi 11T Pro mang lại đều có độ chi tiết rất cao, màu sắc thì cũng cực kỳ là chân thật. Về khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì giống như với một số mẫu smartphone của Xiaomi, chiếc điện thoại Xiaomi 11T Pro vẫn được hỗ trợ chế độ ban đêm tự động và đây là một tính năng được ra mắt trên các sản phẩm thuộc dòng flagship Mi 11. Chức năng này thì được bật và sử dụng một cách mặc định bất kỳ khi nào mà các bạn muốn sử dụng. Trong quá trình sử dụng thực tế thì chức năng này có phần tương tự như chế độ chụp đêm trên những chiếc điện thoại iPhone. Ứng dụng camera trên máy thì sẽ nhận biết thời gian và địa điểm để có thể sử dụng chế độ ban đêm với mức độ phơi sáng phù hợp. Bên cạnh camera chính thì camera góc rộng của máy cũng hỗ trợ chế độ chụp ban đêm. Những bức ảnh được chụp với chế độ ban đêm trên camera của Xiaomi 11T Pro thì được đánh giá là khá tốt. Những bức ảnh cho ra thì có độ phơi sáng cân bằng, độ sắc nét cao, các chi tiết trong bức ảnh được làm rõ ngay cả khi mà chụp trong điều kiện ban đêm. Màu sắc của các bức ảnh thì cũng rất là chân thật, hài hòa và không bị làm quá lố. Độ nhiễu ở một số khu vực trong bức hình thì cũng được camera kiểm soát rất là tốt. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp các bức ảnh chụp ra bị mờ và điều này có thể là do tay của chúng ta làm ảnh hưởng đến chất lượng của camera. Và vì thế cho nên là camera của Xiaomi 11T Pro đã được trang bị chống rung OIS để khắc phục những hiện tượng như thế này. Và có thể nói thì những bức ảnh mà được chụp bởi chế độ chụp ban đêm thì hầu như là sẽ không cần phải xử lý thêm quá nhiều bởi chất lượng của các bức ảnh là hầu như ở mức tốt, độ chi tiết cao và độ nhiễu có thể chấp nhận được. Màu sắc của bức ảnh thì trông cũng hài hòa và không bị trôi đi quá nhiều. Mặc dù là ở chế độ chụp ban đêm thủ công thì có phần nhỉnh hơn về màu sắc, thế nhưng các bức ảnh ở chế độ chụp ban đêm tự động cũng không phải là quá tệ. Còn về khả năng chụp ảnh selfie trên chiếc điện thoại Xiaomi 11T Pro này, thì Xiaomi 11T Pro được trang bị camera Quad Bayer cho phép chụp và lưu lại những bức ảnh ở độ phân giải đầy đủ là 16 megapixel thay vì là chỉ có 4 megapixel như trên một số mẫu smartphone khác.
Những bức ảnh selfie được chụp bởi camera selfie trên Xiaomi 11T Pro vẫn có chất lượng rất là tốt. Bức ảnh cho ra khá là sắc nét và có độ nhiễu hạt ở mức chấp nhận được. Tiếp theo thì một trong những điểm mà chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng với camera của Xiaomi 11T Pro đó chính là thiết bị này có thể quay video ở chất lượng độ phân giải 8K và tốc độ khung hình là 30fps, hoặc là ở chất lượng 4K với tốc độ khung hình là 30fps hoặc là 60fps. Đối với camera góc rộng và camera macro thì chất lượng quay video tối đa mà máy có thể đạt được là 4K và tốc độ khung hình là 30fps. Và các bạn thân mến, thì tổng kết lại, camera của Xiaomi 11T Pro thực sự là rất vượt trội nếu mà so với một số đối thủ trong cùng phân khúc, khi mà máy này có thể mang lại cho chúng ta những bức ảnh độc nhất, đầy tính nghệ thuật và cả những video cực kỳ là chất lượng nữa. Và mình tin rằng là với cụm camera của Xiaomi 11T Pro thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái trải nghiệm và lưu giữ lại mọi khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống thông qua camera của Xiaomi 11T Pro. Và đó là phần đánh giá camera của chiếc điện thoại Xiaomi 11T Pro. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay. Và những ngày vừa qua thì thông tin Top Zone đã chính thức được Thế Giới Di Động ra mắt. Đây là chuỗi cửa hàng bán lẻ cao cấp là kết quả hợp tác giữa Thế Giới Di Động và Apple, mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các sản phẩm Apple chính hãng tốt nhất. Và trong thông tin ngày hôm nay thì 24 giờ công nghệ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng các tính năng trên website Top Zone, và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Và tên miền của website Top Zone thì là topzone.vn. Và sau khi mà các bạn truy cập vào website này của Top Zone thì các bạn có thể xem được các cái sản phẩm chính hãng của nhà Apple, ví dụ như là iPhone, Mac, iPad hay là Apple Watch vân vân. Và để có thể mua sản phẩm thì các bạn sẽ bấm vào từng sản phẩm một và sau đó chọn mua hàng. Các bước thực hiện thì cũng khá là đơn giản, và nếu như các bạn còn cảm thấy lấn cấn ở chỗ nào đó thì ở trong phần link bên dưới chúng mình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ càng, và các bạn có thể bấm vào phần link để được hướng dẫn một cách cụ thể. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang một thông tin cuối cùng để khép lại bản tin ngày hôm nay nhé. Tiếp nối thành công của Galaxy A52 thì Samsung đã tung ra thêm một phiên bản Galaxy A52s 5G với nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng mà mức giá lại không tăng quá nhiều. Chiếc điện thoại Galaxy A52s 5G thì vẫn sẽ là chiếc smartphone có camera đáng chú ý trong tầm giá, với bộ 4 camera có độ phân giải lên đến 64MP kết hợp cùng với chống rung quang học OIS. Và trong thông tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc điện thoại Galaxy A52s 5G có hỗ trợ khả năng chụp ảnh quay phim của bạn tốt như thế nào nhé. Trước tiên là về mặt thông số, thì Galaxy A52s 5G này có cụm 4 camera, với camera chính có độ phân giải là 64MP, camera góc siêu rộng cho góc nhìn 123 độ thì có độ phân giải là 12MP, hai cảm biến còn lại là macro và cảm biến đo độ sâu thì có cùng độ phân giải là 50MP. Quay sang mặt trước thì chúng ta sẽ có camera selfie, độ phân giải là 32MP. Điểm đặc biệt của chiếc điện thoại Galaxy A52s này đó chính là có hệ thống chống rung quang học OIS, một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho chúng ta khi mà quay phim hay là chụp ảnh. Và với sự trợ giúp của OIS thì giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể chụp ảnh trong hầu hết mọi tình huống, như là khi mà đang di chuyển trên xe trong một chuyến đi phượt cùng với bạn bè, hay là chụp ảnh bắt nét đúng vào chủ thể đang chuyển động. Đối với khả năng chụp ảnh của Galaxy A52s 5G thì có thể nói là camera của chiếc điện thoại này có thể dễ dàng cho ra được những bức ảnh đẹp trong những điều kiện mà khó nhằn nhất. Cụ thể thì trong điều kiện đục sáng, nắng đẹp thì Galaxy A52s 5G dễ dàng cho ra những bức ảnh chất lượng với độ sắc nét cao, màu sắc tươi tắn, thích mắt theo thiên hướng đậm đà. Với chế độ xóa phông thì nhờ vào ống kính đo chiều sâu cho nên chủ thể được làm nổi bật hẳn lên và phần phông nền thì được làm mờ vừa phải, rất là tự nhiên. Ảnh chụp góc rộng từ camera của Galaxy A52s 5G thì có chất lượng tương đối là tốt, từ chi tiết, màu sắc cho tới độ tương phản hay là độ bão hòa. Và nếu các bạn mà để ý kỹ thì ở góc vẫn sẽ có hiện tượng méo nhẹ. Thế nhưng các bạn cứ yên tâm là cái độ méo đó rất là vừa phải chứ không làm hình bị mất cân đối. Mặc dù là điều kiện ban ngày đủ sáng, theo mình cảm nhận là chiếc điện thoại này vẫn thể hiện rất là tốt. Tuy nhiên thì điểm mạnh thực sự mới bộc lộ ra khi mà bạn quay chụp ở điều kiện thiếu sáng. Nhờ có hệ thống chống rung OIS cho nên là Galaxy A52s 5G có tốc độ bắt nét nhanh hơn trong điều kiện ban đêm. Từ đó thì tốc độ chụp và xử lý hình ảnh cũng lẹ hơn rất là nhiều, không chênh lệch quá nhiều so với khi chụp ảnh vào ban ngày.
Nếu như các smartphone khác không có chống rung thì đầu tiên là phải giữ vững tay và sau đó bấm chụp thì phải mất khoảng 3 giây thì máy mới xử lý ra ảnh cuối được. Còn đối với Galaxy A50s 5G thì là khá ấn tượng khi mà chúng ta chỉ cần đưa lên chụp chừng 1 giây là sau đó đã cho ra được một bức ảnh thiếu sáng vô cùng ấn tượng rồi. Ngoài ra thì chống rung quang học OIS cũng giúp cho máy dễ dàng hơn trong quá trình chụp các kiểu ảnh khó như là chụp phơi sáng. Và các bạn có thể nhìn vào bức ảnh mà chúng mình đã chụp trên nóc hầm Thủ Thiêm. Chúng ta chỉ cần chỉnh thời gian phơi sáng lên vài giây và kéo ISO xuống là đã có thể chụp ra bức ảnh đường phố với những vệt sáng đèn xe như thế này rồi. Các bạn thân mến, thì tóm lại, chiếc điện thoại Galaxy A50s 5G này vẫn sẽ là một sự lựa chọn đáng tiền trong tầm giá 11 triệu nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone có khả năng quay chụp tốt trong mọi điều kiện, từ ban ngày cho tới các bối cảnh khó nhằn hơn như là trong nhà hay là chiều tối nhờ vào sự hỗ trợ từ hệ thống chống rung quang học OIS. Và đồng hành đó là sự nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình với con chip Snapdragon 778G mới chắc chắn là sẽ khiến cho trải nghiệm sử dụng của chúng ta được mượt mà hơn bao giờ hết. Và đó cũng là một ưu điểm khi mà chúng ta so chiếc điện thoại này với các đối thủ khác trong cùng tầm giá. Và hơn nữa là có một thông tin khá là thú vị dành cho các bạn nếu như đang có nhu cầu sắm ngay một chiếc điện thoại. Đó là Galaxy A50s 5G đang có chương trình ưu đãi lên đến 3 triệu, áp dụng đến ngày 31 tháng 10. Và chỉ còn 3 ngày nữa thôi là hết hạn chương trình ưu đãi rồi, cho nên là bạn nào mà đang có nhu cầu mua thì hãy truy cập vào trang web thegioidong.com để chọn mua ngay cho mình chiếc điện thoại Galaxy A50s 5G này nhé. Và các bạn thân mến, thì thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 28 tháng 10 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.